hoặc nghĩ làm ra tụng văn thơ luận, hoặc nghĩ thời tiết nóng lạnh, mùa màng đắc thất, hoặc nghĩ voi ngựa, các việc nước lửa vân vân, hoặc nghĩ các sự nghiệp khác đã tạo vân vân, thì Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn thuyết, kinh tương ưng với bát nhã, ba la mật đa sâu xa, được danh lợi và cung kính cúng dường nhiều, người đó do nhân duyên này bỏ sự nghiệp đã tạo, Bồ Tát nên biết đó là việc ma. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn thuyết, kinh điển tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa, ác ma phương tiện đem các thứ sách luận nghị, thế tục, hoặc là kinh điển tương ưng với nhị thừa trao cho Bồ Tát đó và nói thế này, kinh điển biên chép này nghĩa lý thâm áo, nên siêng năng tu học, bỏ các thứ kinh đã học kia đi. Nếu Bồ Tát này phương tiện thiện xảo thì không nên nhận, vì kinh sách kia chẳng thể đưa đến trí nhất thiết trí. Nếu Bồ Tát này nhận kinh sách ác ma đã trao, bỏ kinh đang học, thì Bồ Tát nên biết đó là việc ma.